Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và trong video này thì bác sĩ Phạm Hiếu Liêm sẽ trở lại để mà trả lời những cái câu hỏi cho quý vị. Trước tiên thì bác sĩ xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ rồi, bây giờ Rachel vào cái câu hỏi đầu tiên nhé. Ok. Câu hỏi kế tiếp của người Trang Phạm. Kính chào bác sĩ Liêm và cô MC dễ thương, chồng của tôi năm nay 62 tuổi, Mỹ Trắng. Anh ta đã có lớp cai nghiện rượu rồi, nhưng sau khi xong lớp cai nghiện rượu, anh ta uống rượu lại và nhiều hơn trước đó nữa. Có thuốc gì để mà cai nghiện rượu hay không và mua ở đâu? Và nếu có cần toa bác sĩ không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ và cô MC rất là nhiều. Tôi luôn theo dõi chương trình và không bỏ sót cái video nào. Chúc hai vị nhiều sức khỏe. Để mà chống nghiện rượu, phải cần toa. Có hai loại, một cái loại là uống để mà không có cảm giác phải uống rượu nữa, cần uống rượu nữa, còn cái loại kia nó gọi là antabuse, nếu mà uống vào mà uống rượu thì sẽ bị ói mửa, sẽ bị đau bụng, thành ra không uống rượu. Cả hai đều cần toa và cần phải có bác sĩ chuyên về cai nghiện để mà viết. Sau khi mà xong những chương trình mà muốn không bị relapse trở lại thì cái chương trình mà tốt nhất hiện nay ở Mỹ là gia nhập cái hội Alcoholic Anonymous, tức là AA. Nếu mà bà ở đâu thì bà nên đưa ông chồng tới đó gia nhập cái hội AA, ông sẽ được giúp đỡ. Hội AA họ sẽ hỏi ông, họ sẽ khuyến khích ông, họ sẽ giúp đỡ ông và bà cai nghiện rượu được. Thành ra tôi rất là cổ võ cho cái hội AA, Alcoholic Anonymous. Cái châm ngôn của họ là One Day at a Time. Ông cụ thân sinh của vợ tôi, thì ông già vợ của tôi đó, ông qua đời rồi nhưng mà lúc trẻ ông cũng nghiện rượu và nhờ AA mà ông bỏ được. Về sau này ông là volunteer cho AA, cái hội AA đó rất tốt. À, hay quá. Giống như là họ cho cai nghiện được xong rồi, xong rồi sau đó họ cho tham gia và giống như là tạo một cái cộng đồng với nhau luôn á. Đúng rồi, support group. Nhưng mà cái AA này nó có những cái mục đích khác nhau, nó rất là hướng về tâm linh. Cái đó là rất là tốt cho những người mà bị nghiện rượu. Nên gia nhập AA, Alcoholic Anonymous. Tiểu bang nào, thành phố nào cũng có những chi nhánh và họ họp thường xuyên. Dạ, dạ. Rồi, rất là hay. Rồi, quý vị nào mà ở Mỹ mà có chồng mà nghiện rượu hay gì đó, nhiều khi tìm hiểu đến những cái group này giúp đỡ được ha. Đúng. Người dạ. Mỹ mà có ái nhĩ lan, da đỏ, rất dễ bị nghiện rượu. À. Tại vì cái đó di truyền. Dạ, dạ rồi. À, câu hỏi kế tiếp của người tên là Thủy Tô. Kính chào bác sĩ Liêm và cô MC. À, bác sĩ ơi, cho con hỏi, con trai của con 15 tuổi bị tiểu đường loại 1, đang uống Metformin SC1ER 500mg ngày 2 viên, sáng 1 viên Metformin cộng 1 viên K2 100 microgram, tối 1 viên Metformin cộng 1 viên B12 2500 microgram cộng với 2 viên zinc, điều tiết bã nhờn để không gây mụn. À, bác sĩ cho con hỏi uống như vậy có nhiều so với tuổi của cháu hay không? Con cảm ơn bác sĩ nhiều, kính chúc bác sĩ và chùa luôn vui khỏe. Đây là một câu hỏi có thể là rất là nguy hiểm, tại vì nếu mà bị tiểu đường loại 1 thì không nên chữa bằng metformin. Bị tiểu đường loại 1 là phải chữa bằng insulin. Nếu mà không chữa bằng insulin thì sẽ chết. Thành ra metformin trong trường hợp này là không có appropriate. Tôi không biết bác sĩ này là bác sĩ nào, hay là em bé không có bị tiểu đường loại 1 mà ba mẹ lại tưởng là tiểu đường loại 1. Thành ra tôi không thể mà trả lời chính xác ở trên này. Nhưng mà nếu mà tiểu đường loại 1 thì bác sĩ phải cho chữa bằng insulin và cái lượng đường phải được kiểm soát để càng giống như bình thường càng tốt. Tiểu đường loại 1 là khác với tiểu đường loại 2 và không có chữa bằng metformin. Và hiện nay họ có những cái cách để mà theo dõi đường huyết bằng cách dán cái dụng cụ hay là mang cái đồng hồ đeo tay mà có thể theo dõi đường huyết. Tiểu đường loại 1 là phải dùng insulin và phải có bác sĩ điều chỉnh cái insulin cho nó đúng với cái sinh lý bình thường. Yeah. Thì mới có thể sống lâu mạnh khỏe được. Dạ. Yeah. Tại Rachel nhớ là mình có từng làm một cái chương trình liên quan đến tiểu đường loại 1, loại 2. Metformin là để cho loại 2. Tiểu đường loại 1 uống metformin sẽ từ từ sẽ đi vào hôn mê và chết vì bị ketoacidosis. Yeah.
Cho nên là quý vị này hay là những quý vị nào mà chưa có xem qua cái video liên quan đến là tiểu đường loại 1, loại 2 có trên màn ảnh ở dưới đây ha. Nếu mà được thì bên Rachel sẽ để cái đường link của cái video liên quan đến tiểu đường trực tiếp ở dưới đây luôn để cho quý vị có thể là xem lại. Rồi, cảm ơn bác sĩ Lim. Cậu bé 15 tuổi là có lẽ là loại 1, nhưng mà nếu mà chữa bằng metformin thì quá sai lầm và quá nguy hiểm và có thể gây chết người. Dạ, yeah. Có phải cái câu hỏi này là câu hỏi mà bác sĩ Lim khi nhắn qua, bác sĩ Lim nói là rất là nguy hiểm, cần được trả lời liền là câu này đúng không? Không thể là để kéo dài được, vì kéo dài thì sẽ đi vào hôn mê và chết. Mà thằng bé 15 tuổi, dạ. Yeah. Hy vọng rằng vị khán giả này nghe được cái video này nha, rất rất là quan trọng. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Oanh Trương. Chào bác sĩ, thuốc metformin uống vào sẽ đi toàn cơ thể, khi gặp đường thì chặn ngay làm cho đường đóng vào thành mạch máu, đúng hay không ạ? Xin bác sĩ giải thích giùm. Hoàn toàn sai, thành ra máu cái đó không có đúng. Metformin là cái thuốc, nó là biguanide, thì cái guanidine nó chặn cái đường trái, không cho làm viêm trong tế bào, mà cái viêm ở trong tế bào nó gây ra cái kháng insulin. Thì khi mà uống metformin thì bớt kháng insulin, tai hại của kháng insulin nó sẽ giảm bớt. Mà viêm và kháng insulin là căn bản của sự lão hóa, ngoài cái vấn đề di truyền. Thành ra khi uống metformin, thường thường người bị tiểu đường loại 2 sống lâu hơn. Và bây giờ người ta cũng thấy rằng là metformin có thể giúp con người giữ gìn tuổi trẻ dài lâu hơn. Yeah. Nhưng mà không dính dáng gì chuyện chặn đường vào mạch máu rồi này kia, cái đó tưởng tượng. Dạ, yeah. Chứ nếu mà nó đúng, nó chặn đường vào mạch máu rồi từ từ nó đóng vô mạch máu, riết rồi nghẽn mạch máu luôn sao? Thật ra metformin cũng phải là cái thuốc uống để mà làm giảm đường, nhưng mà nó là thuốc uống để bị tiểu đường loại 2 thì là sống lâu hơn. Dạ, yeah. Dạ rồi, cảm ơn em. Dạ rồi, câu hỏi kế tiếp của người tên là Phúc Bùi. Xin chia sẻ thuốc huyết áp và bị suy tĩnh mạch thì nên tránh thế nào? Cảm ơn nhiều, vì hiện nay tôi 63 tuổi và bác sĩ Việt Nam đang cho uống khoảng 30 năm nay rồi, nhưng đang phân vân và lo lắng vì tay chân nổi gân to dù không có vận động mạnh nhiều. Một vài loại thuốc hạ huyết áp có thể làm suy tĩnh mạch bị nặng hơn. Đó là loại calcium channel blocker, ví dụ như thuốc nifedipine hay amlodipine, hay là những cái thuốc mà có, hay là verapamil hoặc là diltiazem, đó là những cái thuốc mà thuộc cái loại gọi là calcium channel blocker, nó làm giãn tĩnh mạch, mặc dù thuốc nó hạ huyết áp. Thành ra nếu mà bị huyết áp mà còn suy tĩnh mạch thì không nên uống calcium channel blocker, uống những cái loại thuốc khác thì ok. Dạ, yeah, dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Julie Lê. Em hỏi bác sĩ giùm chị, bị nước trong đầu gối, chị bị đau khó chịu, đi bác sĩ kêu chị đi châm cứu, chị không thích châm cứu, hỏi bác sĩ giúp chị có cách nào không? Cảm ơn em. Dạ mời bác sĩ. Cách dễ nhất là rút nước ra, rồi lâu lâu phải đi rút nước lại, tại vì cái sưng ở trong đó, cái viêm ở trong đó nó làm thêm nước, nó rất là khó chịu. Anh bác sĩ hút ra thì bớt khó chịu, rồi nếu mà cứ bị lại thì rút ra thêm nữa. Nếu mà cần lắm thì thay luôn cái đầu gối. Lúc này họ làm dễ lắm, không có khó như hồi xưa, mà làm bằng robot, ít bị nhiễm trùng, ít chảy máu. Dạ, yeah. Mà cái việc mà rút nước ra thì có dễ không? Dễ on. Dễ bác on sĩ nào rồi. Cũng làm chích cái kim, mà cái gây lớn và thì hút ra là ra. Nhưng mà những bác sĩ mà chuyên về khớp như rheumatologist họ làm rất thông thường. Nhiều khi ông bác sĩ tổng quát ông không dám làm. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi là cái chân đầu gối mình có nước thì mình cứ rút ra, rồi chừng nào ví dụ mà bị đau quá chịu hết nổi thì nước cần nữa thì đi thay, còn không mấy thì mình cứ rút. Đúng rồi. Bây giờ cái trước hết là đi gặp một ông hay bà rheumatologist, tức là chuyên về bệnh phong thấp. Yeah. Rheumatologist họ sẽ giải quyết cái đó thay vì châm cứu. Nhưng mà nếu mà giải quyết cái đó mà không đủ thì mà hay là không tốt thì họ sẽ gửi đi bác sĩ về chỉnh trực orthopedist để mà có thể là thay cái khớp gối. Dạ, yeah. Chính ví dụ như là bản thân của bác sĩ Lim đi, bác sĩ Lim có tin về châm cứu không? Có nhiều cái châm cứu rất tốt, tại vì có những cái đau mà uống thuốc đau còn độc hơn là châm cứu. Châm cứu cũng tốt,
châm cứu là ai cũng làm châm cứu được, có nhiều bác sĩ Tây y bây giờ họ cũng làm châm cứu nữa, tức là thì bác sĩ Đông y cũng làm châm cứu, rồi họ đốt ngải cứu rồi này kia, có chiropractor Việt Nam gọi là bác sĩ chỉnh hình đó thì họ cũng làm, thì những cái đó đều tốt cả, mà chiropractor cũng tốt, châm cứu tốt, tất cả đều tốt hơn là thuốc. Thuốc mà để chữa các bệnh khớp xương đồ này kia rất là độc, nó làm hại thận, nó làm tăng cái nguy hiểm của đột quỵ, rồi thành ra mấy cái thuốc đó không có tốt gì cả. Mà nếu mà dùng thuốc mà có ma túy thì gây ghiền, nó còn vậy nữa. Châm cứu, chiropractic, đông y, tất cả đều tốt. Nếu mà đông y đừng có việc, có một vài vị đông y nói là bán thuốc bắc mà trong đó họ hòa tan vào mấy cái thuốc corticosteroid thì lại rất là độc. Thành ra nhiều bác sĩ nói, nhiều bệnh nhân nói tôi uống cái này do ông đông y sĩ này mà tôi hết đau, mà tôi còn lên ký nữa. Thật ra là lên ký về là mỡ do uống quá nhiều cortisone, phải ra rồi, nó phải qua chừng. Không phải tất cả đông y đều là xấu, đông y là y khoa truyền thống, nó có vai trò của nó và có những cái mà đông y có thể giúp đồng bào rất nhiều, nhưng mà cũng có một vài ông lợi dụng đông y để mà bán thuốc dởm. Ủa mà ở bên Mỹ này bác sĩ đông y họ có cần phải có bằng MD không? Không, ở bên này nó có, nó gọi là naturopath, tức là y sĩ về y khoa natural, thì cũng giống 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 họ dùng dược thảo giống giống ông đông y của mình, nhưng mà họ là truyền thống, không có khoa học. Y khoa là hồi trước là ở bên đâu cũng là truyền thống, đông hay tây đâu có khác gì nhau nhiều, cũng là truyền thống. Nhưng mà sau cuộc cách mạng kỹ nghệ thì đến năm 1865, thầy Claude Bernard ở bên mới là xác định và viết sách rằng là y khoa là khoa học thực nghiệm. Thì từ đó y khoa ở Pháp, ở Đức, ở Áo, ở Anh nó tiến triển rất là nhanh. Trong đó y khoa Mỹ vẫn còn là lạc hậu. Thì đầu thế kỷ thứ 20 thì ở bên Mỹ ông Carnegie ông mướn ông tiến sĩ Flexner đi điều tra về cái giáo dục y khoa của Mỹ, và khi ông Flexner thấy rằng chỉ có bốn trường là dạy y khoa thực nghiệm, còn mấy trường kia là dạy y khoa tào lao, thì ông mới viết cái report vào năm 1905, rồi sau đó Quốc hội Mỹ làm ra luật tín chỉ bắt tất cả các trường y khoa của Mỹ muốn được tín chỉ thì phải dạy y khoa theo khoa học thực nghiệm. Thì sau đó thì y khoa Mỹ tiến bộ. Ở bên Việt Nam thì có thầy Giặc Sang là học trò của thầy tổ Pasteur ở Pháp, thì ông mở trường y khoa Đông Dương ở Hà Nội năm 1920 gì đó, thì sau đó Việt Nam cũng theo cái y khoa thực nghiệm, và mà mình gọi là Tây y, nhưng mà thật ra là không đúng, đó là y khoa thực nghiệm. Thì ông Giặc Sang sau đó đi qua Hồng Kông và khám phá ra cái vi trùng gây ra bệnh dịch hạch. Thành ra hồi đó ông vinh danh thầy, ông đặt tên là Pasteurella Pastis, nhưng mà sau này lịch sử khoa học lại vinh danh ông, cho nên cái vi trùng đó bị gọi là Yersinia Pestis. Là cái đó là cái cũng là một niềm hãnh diện cho y khoa Việt Nam, vì cái ông Giặc Sang là vị tổ của y khoa thực nghiệm ở Việt Nam, lập ra trường y khoa Đông Dương đầu tiên và sau đó trở thành trường y khoa Hà Nội và sau này trường y khoa Sài Gòn. Thành ra mình phải hãnh diện về cái đó. Qua đến thế kỷ thứ 21, ngoài khoa học thực nghiệm, y khoa còn dùng các kho dữ liệu gọi là evidence based data, tức là phải dùng cái bằng chứng khoa học nhưng mà cách dùng bị ảnh hưởng của các kho dữ liệu. Ví dụ như có hai thuốc để chữa huyết áp đều có thể chữa huyết áp giống nhau, nhưng mà một thuốc có thể là ngừa đột quỵ não, có thuốc kia thì ngừa cả vừa đột quỵ não, đột quỵ tim mà vừa ngừa hư thận nữa, mà cái thuốc khác không có thì mình theo cái thuốc 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 mà kho dữ liệu cho thấy tốt hơn. Thì nó gọi là evidence based data driven, căn cứ theo khoa học, bằng chứng khoa học nhưng mà lèo lái bởi tỷ số từ dữ liệu. Cái đó là cái y khoa của thế kỷ thứ 21. Có nhiều người học y khoa trong thế kỷ thứ 20 họ không biết gì về data driven hết. Bởi vậy tại sao mà cái ngành y khoa phát triển mạnh là vì
công nghệ kết hợp với cái kiến thức y khoa để mà ra những cái đáp án. Đúng rồi, nhưng mà không có cái sự phân biệt rõ ràng giữa Đông y với Tây y, chỉ có phân biệt rõ ràng giữa y khoa truyền thống và y khoa khoa học. Thì khoa học thì có khoa học thực nghiệm và khoa học dữ liệu, thì hai thứ nó phối hợp với nhau. Nên nói về khác nhau giữa Đông y với Tây y thì đâu có khác gì nhau. Bà bác học Tàu đó, bà dùng cái cây ngải cứu gì đó, thuốc bắc sáng chế ra cái thuốc để trị sốt rét mới đó, bà được giải Nobel. Bởi vậy khi mà quý vị đặt câu hỏi hay là để lại bình luận mà nói là tôi thấy đa số ai cũng bị bệnh vậy, hay là tôi thấy đa số ai cũng vậy, thì quý vị sẽ nghe từ bác sĩ Liêm là không có được gom đũa cả nắm, tại vì đâu có cái bằng chứng khoa học nào, hay là đâu có ai đi làm cái survey để mà biết là đa số hay là tiểu số đâu. Đúng rồi, thế kỷ thứ 21 này y khoa ngoài cái thực nghiệm còn có thêm dữ liệu nữa. Dạ, câu hỏi kế tiếp của người tên là User IE7. Em chào bác sĩ và em MC. Mẹ của em mất khi bà 92 tuổi, trước đó vài tháng, và không muốn ăn hay là uống gì hết, nhưng tim mạch vẫn đập bình thường. Gia đình có đưa đi bác sĩ khám sức khỏe thì bác sĩ nói hãy để cho bà ra đi, nhưng gia đình không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, ép bà uống sữa Ensure, và sau đó phổi của bà bị có nước, phải đi cấp cứu rút nước ra, mà bị như vậy đến 2 lần với thời điểm khác nhau. Sau cùng gia đình đã quyết định không cho bà ăn uống gì nữa, để cho bà ra đi. Xin bác sĩ hãy nói rõ thêm về cơ thể khi không muốn tiếp nhận thức ăn, mặc dù tim mạch vẫn còn đập. Em cảm ơn nhiều ạ. Cái bà cụ này 92 tuổi, có lẽ là bị suy tim khá nặng, nhưng mà bác sĩ không thể chữa được nữa. Tại vì bà quá lớn tuổi mà bị suy tim nặng như vậy. Thành ra khi mà bị suy tim, mất cái vị giác, bà không muốn ăn uống gì nữa, tại vì ăn uống vào thì sẽ bị nước vào phổi. Tại vì nó tim bóp không nổi thì nước nó đi vào trong phổi. Phải đi vào bệnh viện để mà cấp cứu rút nước ra. Thường thường là nước ở trong cái màng phổi là do bị suy tim. Thường thường là suy cái tim ở bên phải. Cái cách mà chữa là phải là thay tim. Nhưng mà bà 92 tuổi rồi. Khi đó nó gọi là futile, tức là vô vọng. Bác sĩ nói vậy là đúng. Ở bên Mỹ thì sẽ giới thiệu qua hospice đến nhà họ giúp gia đình để chăm sóc cho bà đến khi bà ra đi mà không bị hành hạ bởi những cái triệu chứng mà không có cần thiết. Hospice họ rất giỏi về cái đó, mà họ lại được tài trợ của bảo hiểm mà chính phủ sẽ giúp gia đình rất nhiều. Cái đó ít người gia đình Việt Nam biết. Tại vì người Việt Nam không biết về cái quan niệm về futility, khi mà đã vô vọng rồi thì nên dùng hospice, thì cái đó là tốt hơn. Còn ép vào uống Ensure mà cũng vẫn gọi là sữa. Thấy rõ ràng là vẫn chưa hiểu cái vấn đề. Nhưng mà con người tất cả sinh ra, sinh lão bệnh tử đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ chết. Cụ này bị suy tim bên phải khá nặng. Bà biết rằng nếu mà bà ăn uống vào thì bà sẽ rất là khó chịu, khó thở. Mà gia đình thì vì tốt, muốn bà lành mạnh, nó ép bà uống cái Ensure, nhưng mà cái trái tim của bà bóp cái nước đó không nổi, nó đi vào trong cái màng phổi, phải đi vào bệnh viện rút nước ra, rồi sau cùng rồi săn sóc bà cho đúng, thì bà để bà ra đi bình thản và không có đau đớn. Thì cái đó nếu mà ở Mỹ, thì nên bác sĩ nên nói chuyện với gia đình và chuyển qua cho hospice, họ giúp gia đình săn sóc bà. Tức là end of life care thì bên Mỹ bây giờ cũng là một cái specialty mới. Qua cái câu hỏi này, những khán giả cũng trong cái tình trạng như vậy, mình biết bà yếu quá, đừng có ép bà uống sữa như vậy, tại vì cái trái tim nó không có đủ sức mạnh để mà nó đẩy dinh dưỡng đi hay là cái chất nước đi, thì thành ra bị cái tình trạng như vậy. Cho nên là cái lời khuyên là thí dụ trong cái tình trạng như vậy thì nên đưa bà qua bên cái khâu chăm sóc đặc biệt cái lúc cuối cùng, đúng không ạ? End of life care tức là chăm sóc lúc cuối đời, không phải là chăm sóc đặc biệt. Chăm sóc đặc biệt là người Việt dịch từ cái intensive care unit. Còn cái này là chăm sóc cuối đời, cái phần đó. Cuối đời nó khác với chăm sóc đặc biệt. Có những thân nhân không đồng ý với bác sĩ nói về futility thì họ có quyền đi hỏi một second opinion của một bác sĩ không dính dáng tới
bác sĩ kia không dính dáng, thì mà nếu bác sĩ kia cũng đồng ý với fertility, thân nhân phải công nhận và phải dùng hospice thay vì áp những cái medical treatment mà không chữa trị mà không có đúng. Không có đúng, không có hiệu quả làm cho. Như vị khán giả này, cái bà cụ đó 90 mấy tuổi, con cứ áp uống Gensure phải vô bệnh viện rút nước ra khỏi màng phổi 2 lần, mỗi lần như vậy rất là khó thở và rất là đau đớn. Mặc dù họ có ý tốt nhưng mà họ làm cho bà cụ phải bị đau đớn trước khi chết. Dạ, dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Huyền Huỳnh. Chào bác sĩ và cô MC, cho xin hỏi cháu 56 tuổi và con trai 22 tuổi có mắc bệnh lo âu, hồi hộp và rung tay di truyền. Cháu nghĩ là không trị hết nhưng có thuốc gì để hạn chế nhất có thể không ạ? Mong bác sĩ giúp cho mẹ con cháu có thể uống B12 và magnesium được không? Cảm ơn bác sĩ và cô MC nhiều. Chúc bác sĩ và cô MC nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Có thuốc để trị đó, bệnh lo âu và rung tay. Nếu mà bà ở Việt Nam thì tôi không muốn nói tên thuốc ra, thì bà chạy ra nhà thuốc bà mua chứ. Thì cái thuốc đó phải uống thì phải có toa bác sĩ và phải có bác sĩ theo dõi. Không có gì khó cả. Còn ai cũng có thể uống B12 và magnesium được hết. Yeah, ok. So, cái câu trả lời là có thuốc để mà trị. Chỉ có cái là đi gặp bác sĩ hỏi thì bác sĩ cho. Đúng rồi. Thuốc đó dễ lắm. Ở bên Mỹ có nhiều người cũng bị tương tự như vậy và họ uống thì họ sẽ bớt. Có nhiều người bình thường thì ok, nhưng mà khi phải lên nói chuyện trước đám đông thì tay run, cũng dùng một thuốc đó. Khi nào trước khi lên nói chuyện trước đám đông uống một viên là sau đó lên đứng nói tay không có run. Nhưng mà vị sáng khả này tôi nghĩ là ở Việt Nam, thành ra không những là mẹ và con mà bà còn chạy ra và mua rồi bắt ông con uống nữa, thì cái đó không có đúng. Mà thuốc này cũng có những cái ảnh hưởng tai hại nếu mà không có bác sĩ theo dõi. Dạ, dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Diễm Thúy. Con kính chào bác sĩ Liêm và chị MC. Thưa bác, con năm nay 42 tuổi. Hiện con đang ở Thụy Điển. Tầm 6 tháng nay, mỗi khi chu kỳ rụng trứng và tầm khoảng 7 ngày chuẩn bị ra kinh nguyệt, con thường bị đau nửa đầu và tay hơi run nhẹ, tim đập nhanh và hơi hồi hộp. Mỗi khi như vậy, con mệt mỏi và tâm trạng rất khó chịu. Thường thì triệu chứng kéo dài 3-4 ngày. Mỗi khi đau, con chỉ biết uống paracetamol. Con từng bị trầm cảm sau sinh và con đã điều trị uống thuốc trong 6 tháng về trầm cảm và con đã ổn. Thưa bác sĩ, triệu chứng đó là con bị gì ạ? Và con nên làm gì thưa bác sĩ? Mong bác sĩ tư vấn giúp cho con. Con cảm ơn bác sĩ và chị MC nhiều. Có thể là bệnh đau nửa đầu, migraine. Nếu mà có như vậy thì đi bác sĩ để cho thuốc migraine xem có bớt không. Mà cũng có thể là triệu chứng của PMS, tức là premenstrual syndrome. Uống thuốc migraine mà không có bớt thì nên uống thuốc ngừa thai thì sẽ bớt cái PMS. À, uống thuốc ngừa thai. Dạ rồi. Thuốc ngừa thai là thuốc hormone, nhưng mà nó đi theo cái chu kỳ PMS, nó không có gây ra những cái triệu chứng khó chịu như vậy. Yeah. Mỗi khi như vậy con mệt mỏi và tâm trạng rất khó chịu, tim đập nhanh hồi hộp, cái đó còn hơn là đau nửa đầu. Cái này là đau nửa đầu vì PMS. Nếu mà đau nửa đầu vì PMS và sau khi uống thuốc migraine mà không bớt thì nên uống thuốc ngừa thai. Dạ, dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Mimi Nguyễn. Cháu kính chào giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm và cô MC. Vợ của cháu năm nay 46 tuổi, sống ở Việt Nam, hay đau đầu, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đi khám bác sĩ cho đi chụp cộng hưởng từ sọ não, kết luận vài ổ thoái hóa chất trắng dưới vỏ thùy trán thái dương đỉnh hai bên. Vậy bác cho cháu lời khuyên là vợ cháu nên uống thuốc gì và bổ sung những thực phẩm nào tốt cho bệnh của cô ấy. Cháu cảm ơn bác sĩ và cô MC. MRI ở Việt Nam gọi là cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ magnetic resonance. Cộng hưởng là resonance, từ là magnetic. Sao cái chữ của nó là cộng hưởng từ? Cộng hưởng từ MRI của cái đầu đó là cộng hưởng từ sọ não. Cái đó tôi thấy vô ích và vô lý, nên dùng chữ MRI, magnetic resonance, tất cả mọi người dùng cái đó. Kết luận là vài ổ thoái hóa chất trắng dưới vỏ thùy trán thái dương, tức là subcortical white matter degeneration,
Cái này khá thông thường trên người 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 Việt Nam, thường thường không có đáng ngại, nhưng mà nếu mà sợ đó có thể uống hoặc là aspirin mỗi ngày một liều nhỏ, hay là uống clorpromazine cái gì nó làm loãng máu, hoặc là ăn nấm tai mèo, hoặc là uống ginkgo biloba, tất cả cái đó đều có thể tốt cho cái vấn đề này. Ngoài ra phải chắc chắn là đừng có bị thiếu vitamin B, nhất là B12. Dạ rồi, cảm ơn sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là En Nguyễn. Xin bác sĩ Liêm giải thích chữ woke là nghĩa gì? Gần đây truyền thông hay xài. Xin cảm ơn bác sĩ và Rachel. Cái này là chính trị, thì woke là nói tiếng Anh của người da đen, họ dùng cái chữ awaken hay là wake, wake woke awaken, tức là chính trị thức tỉnh, muốn cho người da trắng mà đã ngược đãi người da đen, hay là những người da trắng mà không thấy rằng người da đen bị ngược đãi thì bây giờ phải thức tỉnh. Hồi trước là họ chỉ là một cái phong trào nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà từ khi cái vụ ông George Floyd bị một ông cảnh sát da trắng giết ở Minneapolis làm chết, làm nhiều người da trắng họ trở thành phẫn nộ, cho nên những cái người theo thuyết Marxist lợi dụng cái phong trào đó họ làm cái woke, thì để bắt trường học muốn nhập học, sở làm muốn tuyển nhân viên hay là cái gì đó thì phải theo cái chủ trương là woke, là người da đen vào nhiều bất chấp họ có giỏi hay không, có đủ khả năng hay không, thì cái đó gọi là woke. Ông Vivek Ramaswamy, ông là một cái người Mỹ gốc Ấn Độ, khi ông thấy cái sự bất công như vậy ở trong cái những cái công ty thì ông viết cái cuốn sách gọi là Woke Inc. Nhưng mà bây giờ thì ai cũng thấy cái woke đó nó gây ra bất công và gây ra thiếu khả năng. Ví dụ như hãng Boeing bây giờ tàu bay thì rớt văng cánh ra, phi thuyền thì phi hành gia bị kẹt trên không gian, những cái đó là rất là nguy hiểm. Những cái trường hợp khác nữa khiến cho bây giờ nhiều người bắt đầu tỉnh ngộ, và bây giờ họ đã thấy rằng woke không phải là cái cách, nghĩa là DEI, tức là diversity, equity, inclusive, cái đó là tân Marxist, là không phải là cái cách hay để mà sửa đổi những cái sai lầm ở trong hệ thống Mỹ. Nói chung ra Mỹ bầu một ông da đen lên làm tổng thống 2 nhiệm kỳ 8 năm, thì đâu có phải là racist gì, đâu có phải là kỳ thị chủng tộc, nhưng mà ông đó cũng không làm được gì nhiều cho người da đen, mà ông còn làm chia rẽ hơn nữa, thành ra cũng không có tốt. Với chưa thấy cũng có một số người cũng ưa hỏi cái chữ quốc này, tại vì nhiều khi nghe nghe cái bỏ vô từ điển dịch, mà từ điển dịch thì nó sẽ không bao giờ nó ra, tại vì phải hiểu cái văn hóa và những cái diễn biến đang xảy ra ở Đúng Mỹ nữa thì mới rồi. hiểu được. Đúng rồi, có một vị trí thức gốc Việt tên là ông Vũ Linh, thì ông có viết trong một website của ông là Diễn đàn Trái chiều, thì ông có viết về cái woke đó, thì ông gọi là chính trị thức tỉnh, thì tôi thấy cũng đúng. Ông Vũ Linh viết rất hay. Chính trị thức tỉnh. Hỏi cuối cùng nha quý vị, của vị khán giả tên là Thi Vân Nguyễn. Kính chào bác sĩ Liêm và cô MC. Tôi ở Việt Nam đi tầm soát ung thư vú, bác sĩ kết luận tôi bị loạn sản vú lành tính. Xin hỏi tôi có dán miếng estrogen và bổ sung whey protein được không ạ? Mong được sự hướng dẫn của bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và cô MC. Nếu mà lành tính thì vẫn dán estrogen thông thường và uống whey protein được, và ác tính thì là cái chuyện khác. Nhưng mà lành tính và bị loãng sản vú thì có lẽ là bị cyst hay là bị fibro mà cái gì ở trong vú, nhưng mà nó không phải là ung thư. Lành tính là không phải là ung thư, thì cái đó vẫn dùng estrogen được và dùng whey protein được, không có vấn đề gì cả. Bởi vậy nghe cái gì mà thấy lành tính là đã thấy mừng trước cái đã rồi đó ha. Nhưng mà nếu dán estrogen vào mà bị đau thì đừng dùng nữa. Hay là có một vị khán giả ở đây hỏi câu hỏi trước là bác sĩ nói một tuần dán 2 lần mà bà ấy làm như vậy mà bà ấy vẫn bị đau, bà giảm xuống 1 tuần 1 lần vẫn bị đau, bởi vì bà giảm xuống 2 tuần 1 lần thì hết đau thì vẫn tốt, tại vì mình chữa người bệnh chứ mình không có chữa cái to hay là con số. Giống như tùy theo cái thể chất của cái người đó làm sao. Rồi, có nhiều người Việt Nam mà uống thuốc ACE inhibitor như là Sinopril bị xỉu té lên té xuống, mà bác sĩ vẫn bắt buộc phải giữ huyết áp 120, mà họ bị xỉu 120, trong khi đó lên 130 thì họ khỏe re, hay là 140 họ khỏe re,
thì mình để cho họ 120, 140, mình chữa người bệnh, mình không có chữa con số. À, bởi vậy khi mà quý vị nghe cái chương trình nhiều á, thì có những cái bác sĩ Liêm nói là lần đầu tiên nghe không hiểu, lần thứ hai nghe không hiểu, mà nghe nhiều trong nhiều cái tình trạng khác nhau thì mình hiểu rất là rõ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. À, cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị có những câu hỏi gì nữa thì quý vị cứ để lại cái bình luận dưới đây nha. Khi mà bác sĩ Liêm cũng như Rachel, khi mà mình đọc những cái bình luận mình thấy thì sẽ gom về để mà bác sĩ Liêm trả lời cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc bác sĩ Liêm và tất cả quý vị được ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại cho những video sau. Kính chào.